Xe thì chìm luôn này. May cứu được người rồi. Nữ tài xế lao thẳng xe xuống giữa sông trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Giờ nó trôi ra đây này. Nó trôi nhưng mà nó lỗi, nó cắm đầu xuống, bãi mở cái kính sau để nguyên vậy thì không sao. Và mở kính trước cái là nó nước nó vào, nó chìm. Theo đó, vào ngày 30 tháng 1 năm 2024, một nữ tài xế điều khiển chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Vios có dấu hiệu đạp nhầm chân ga, lao vun vút trên đường, mất kiểm soát tốc độ rồi phi thẳng xuống giữa sông. Cú bay xa gần 20 mét cho thấy tốc độ mà nữ tài xế sở hữu khi đó không hề giản đơn. Những cú bay này có lẽ chỉ có trong những bộ phim hành động của Mỹ. Đó gì mà nó bay tóm sông được. Nó bay ở đây, nó bay xuôi đây. Tránh ai gì? Chắc không tránh ai, một mình là đường. Đốt tóm sông được rồi. Xe lăn xuống sông nhá. Lốt xe này. Không ơi, đi rửa lại này. Ờ. Đây này. Vậy bãi lao kia nó trôi lại đây. Thì nó lao lại kia kìa. Ngay lúc phát hiện ra chiếc xe bị tai nạn, một người đàn ông gần khu vực đã ngay lập tức nhảy xuống để hỗ trợ, đưa thành công nữ tài xế an toàn lên bờ. Rất may mắn cho chị. Tết nhận đến nơi rồi, cho nên là anh em chúng ta nhớ nhẹ nhẹ chân ga thôi để có cái Tết an lành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất tại Việt Nam mỗi ngày.